Vào những đợt cao điểm ngày gia đình hay phụ nữ Việt Nam, bà Giang, Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội lại đến từng gia đình trong khu dân cư, tuyên truyền, chia sẻ về những nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử gia đình. Các thành viên được giải thích về các nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Cái bộ quy tắc ứng xử ấy, khi mà đã tuyên truyền đến từng gia đình ấy, thì ở địa bàn dân cư rất là có hiệu quả. Gia đình văn minh hạnh phúc đã đạt được 98% là gia đình của hội phụ nữ địa bàn dân cư đạt được những cái ứng xử ở nơi công cộng và đã được quận khen và phường khen và quận khen là đứng thứ nhất của quận về những cái quy tắc ứng xử. Nhập ngũ năm 1965, Thiếu tướng Vũ Thanh Lâm thuộc binh chủng pháo binh đã tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Những phẩm chất của người bộ đội Cụ Hồ thấm đẫm giúp ông xây dựng nền nếp gia phong gia đình mẫu mực. Và để duy trì nếp nhà ấy trong xã hội hiện đại, truyền trao qua nhiều thế hệ, bộ quy tắc ứng xử đã phát huy vai trò mạnh mẽ. Trong quá trình ở quân đội thì đã được quân đội rèn luyện mình từ lúc là chiến sĩ thành cái bản lĩnh của người lính. Cho nên là khi về xây dựng gia đình, có con có cái thì mình cũng truyền từ cái chất của người lính sang con cái. Cho nên các cháu là rất là ngoan, từ đứa lớn đứa nhỏ là học hành đến đầu đến đũa, và cái ấy là cái vinh dự nhất của người lính chúng tôi. Ông ấy nhà tôi thì năm nay là cũng 77 tuổi rồi. Thế thì cũng một lần bị tai biến nhẹ, lại một lần bị nhồi máu cơ tim. Thế là tất cả là bà rồi thì con cháu biết là quan tâm để chăm sóc sức khỏe cho ông. Chồng thường xuyên đi làm xa nhà, chị Trà My đã quen với việc vừa chăm sóc gia đình con cái, vừa phát triển công việc kinh doanh. Chị luôn tôn trọng, ủng hộ và là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác. Tôn trọng, bình đẳng chính là tiêu chí quan trọng của người vợ, người chồng trong sinh hoạt gia đình. Nhiều khi mình cũng mệt mỏi ấy và cũng có nhiều áp lực. Thế nhưng mà vì nó là cái công việc yêu thích và cũng là cái sự nghiệp mà chồng mình cố gắng theo đuổi, thì mình cũng sẽ cố gắng dung hòa công việc và con cái cũng như là gia đình hai bên nội ngoại, về đối nội đối ngoại, để giúp cho chồng mình là không phải phân tâm khi mà phải có nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Có thể nói Bộ Quy tắc ứng xử gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 28 tháng 1 năm 2022 đã từng bước được đưa vào cuộc sống với các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, làm nền tảng xây dựng cộng đồng văn minh, quốc gia phồn thịnh hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình theo đó có trách nhiệm thực hiện 5 tiêu chí rất cụ thể. 1. Tiêu chí ứng xử chung, tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. 2. Tiêu chí ứng xử của vợ chồng, chung thủy, nghĩa tình. 3. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu, gương mẫu, yêu thương. 4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà, hiếu thảo, lễ phép. 5. Tiêu chí ứng xử của anh chị em, hòa thuận, chia sẻ. Thực tế cho thấy, với chân giá trị và tính nhân văn sâu sắc, bộ tiêu chí được đông đảo các địa phương hưởng ứng, là nền tảng giúp các gia đình xây dựng nguyên tắc ứng xử giữa các thành viên. Mỗi gia đình nên cần phải xây dựng cho mình những cái chuẩn mực, những cái khế ước nó phù hợp với lại gia đình của mình, phù hợp với xã hội. Tôi lấy ví dụ như cái việc khế ước chuẩn mực là cái việc là phải chào hỏi ông bà, hay là những cái việc là phải cùng ăn cơm cùng nhau. Thì đấy là những cái chuẩn mực, cái khế ước mà chúng ta phải cùng xây dựng, mà vợ chồng phải đồng hành trước khi kết hôn xây dựng, và nó tiếp biến từ gia đình, từ ông bà đến cha mẹ rồi đến con cái. Gia đình là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, là cầu nối giữa cá nhân với cộng đồng, là hạt nhân tế bào của xã hội. Việc lan tỏa quy định trong bộ tiêu chí ứng xử đến với từng gia đình là điều hết sức quan trọng, tạo nền tảng vững chắc giúp xây dựng gia đình yêu thương, xã hội hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, Bộ Quy tắc ứng xử trong gia đình mới được ban hành và đưa vào triển khai áp dụng tại một số địa phương và đã mang lại những tín hiệu đáng mừng trong đời sống hạnh phúc của gia đình. Đối với những gia đình là Phật tử hoặc kính mến đạo Phật, nội dung trong bộ quy tắc ứng xử trong gia đình rất phù hợp với giáo lý mà Đức Phật đã dạy, được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày và cả tu tập để xây dựng gia đình êm ấm hạnh phúc, vợ chồng con cái luôn yêu thương và tôn trọng bình đẳng. Chiều chủ nhật nào cũng vậy,
Anh Đạt Xanh tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đều đưa gia đình nhỏ của mình đến sinh hoạt tại gia đình Phật tử Tâm Minh tại Tịnh Xá Trung Tâm. Đối với anh, việc cả gia đình cùng đến chùa tham gia hoạt động này giúp tăng thêm sự đoàn kết, nuôi dưỡng tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, cũng như con cái và cha mẹ. Đối với gia đình mình là cái sự tôn trọng giữa ông bà, cha mẹ và con cháu trong nhà thì nó rất là rõ ràng. Gia đình mình là có hai cháu thì nó cái sự tôn trọng của cha mẹ đối với con cái có thì là tức khắc là con nó sẽ cảm nhận, nó hiểu được và nó rất là ngoan trong gia đình. Mình cảm thấy như vậy rất là hạnh phúc. Đối với mình như vậy nó là quá tuyệt vời. Yêu thương gia đình, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng giữa các thành viên là các nội dung thường xuyên được chia sẻ tại các buổi sinh hoạt của các gia đình Phật tử nói chung. Những nội dung ấy được các đoàn trưởng, huynh trưởng gia đình Phật tử tuyên truyền và phổ biến với các đoàn sinh của các đơn vị ngay từ khi còn nhỏ để các em ý thức được tầm quan trọng của gia đình. Khi các em lớn lên, lập gia đình, những lời dạy giáo lý về giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng được các anh chị đoàn viên trong gia đình Phật tử chia sẻ, bảo ban. Cái hành của Đức Phật dạy lại thì các bậc tôn trưởng, các bậc anh chị trưởng là dạy lại cho các em là phải hiếu kính cha mẹ. Các anh chị trưởng là luôn luôn giáo huấn cho các em là phải biết thờ Phật tại nhà, tức là ba mẹ của mình. Trước khi mình đến chùa là các em phải hiếu kính ba mẹ và thuận thảo với anh chị em. Các em được giáo huấn, được ôn tập từ cái sự tu học trong cái môi trường gia đình Phật tử, các em sẽ ứng dụng với cái gia đình bên ngoài. Từ cái lòng từ bi, khoan dung, các em sẽ mở lòng, hoan hỷ. Không chỉ tại các gia đình Phật tử, những nguyên tắc để xây dựng gia đình hạnh phúc mới được áp dụng. Đối với các Phật tử tại gia, việc giữ gìn đạo làm con, vợ chồng, xây dựng sự tôn trọng, bình đẳng, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình cũng là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Lấy nhau được hơn 30 năm, đã có với nhau hơn 3 người con, gia đình bà Lan tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hiếm khi nào xảy ra to tiếng cãi vã. Cha mẹ nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau, con cái ngoan ngoãn, yêu thương, kính trọng cha mẹ. Cô được học Phật và nghe Pháp thì cô cũng hiểu là đối với vợ chồng quan trọng nhất là phải tôn trọng nhau và hiểu tính nhau để chiều nhau trong cuộc sống. Trong việc dạy con, hướng cho con mỗi tối được nghe các bài giảng của Phật về đạo Phật và các con như thế nào để theo bố mẹ và học hỏi bạn bè thành những con ngoan trò giỏi. Đối với người Phật tử, hạnh phúc gia đình không chỉ dừng lại ở mức độ yêu thương của một người thế gian bình thường, mà là sự khéo léo ân cần, nhẫn nại, giúp đỡ lẫn nhau, biết hướng về nương tựa tam bảo và tìm thấy nguồn hạnh phúc chân thật của đời sống lứa đôi theo chánh pháp. Thì theo lời Phật dạy á, thì chúng ta sống trong một ngôi nhà, chúng ta cần phải có cái lòng bao dung, tha thứ lẫn nhau. Chúng ta cần phải tập cái tính từ bi, đức hỷ xả và đặc biệt là cái hành nhẫn nhục. Có nhẫn thì chúng ta mới vượt qua mọi cái thử thách gian nan. Có nhẫn thì chúng ta mới sẵn sàng á. Quá giải được các cái mâu thuẫn trong gia đình. Có thể nói rằng hạnh phúc gia đình được xây dựng từ nhiều yếu tố khác nhau như niềm tin, sự tôn trọng và tình yêu thương. Gia đình hạnh phúc đơn giản chỉ là vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, cùng ngồi bên nhau để chia sẻ những lo toan trong cuộc sống bộn bề và hướng đến những niềm tin tâm linh thuần khiết.